Ok, Budapest em biết. Đừng đấy à. Mã đấy thì mình đánh thế nào nhỉ? Hậu đi xem nào. Chấm lại ngay. Rồi, xong. Mã. Được phết nhỉ. Vẫn phải ăn thôi, không thể khác được. Vậy là đen đã bắt lại một tốt. Khó nhập thành nữa. Rồi. Đẹp luôn. Đây mình sẽ kiểm soát hết không gian ở cánh bên đen. Không cho xí sớm nữa. Vào đấy. Cũng vào. Chơi bài này à? Bài chồng xe à? Chồng xe anh cũng chồng xe. Hòa thôi. Ra đấy. Xem nào nhanh hơn. Ba thằng rồi. Cứu được không? Ba nữa là một. Một, hai, một, hai. Một, hai, ha. Kịp. Ui. Chắc thành công khả năng thắng rồi. Chín mươi phần trăm rồi. Làm gì có vé đấy.
Bịt lại ngay. Bốc thông à? Không cho tạo bốc thông nữa. Này đây. Quá nhiều tốt thông. Chịu thua thôi. Chúng ta tiếp tục. Cao thủ Hy Lạp. Nhảy lên rồi nhảy xuống. Lên hậu. Đổi nốt. Cờ đã đổi một khá quân. Cờ này không biết có nhập thành không, chắc thôi khỏi nhập. Lên đấy mà thôi, vẫn cứ nên nhập cho an toàn. Lên tốt một nước. Không ăn. Không ăn à. Mình có hơn một tốt rồi. Đuổi mã. Đuổi luôn. Không ngại va chạm. Xe. Xuống. Xung cũng chưa làm gì được. Đành phải dùng hạ sách này vậy. Hòa.
Ô,